Rượu lậu, rượu giả, làm nhái các thương hiệu uy tín rồi tung ra thị trường hòng kiếm lãi cao trong những ngày Tết đến. Nhiều người đang bất chấp sức khỏe và thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, hiện nay hình thức làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường hết sức tinh vi. Hiện nay đối với những cái túi của các cửa hàng miễn thuế, tôi nói đây là túi thật chứ chưa nói là túi làm giả, đã được chuyển ra bán từ các cửa hàng miễn thuế ra với thị trường với mức độ giá 20-30 nghìn là có thể mua được một cái túi miễn thuế rồi. Và cái tem miễn thuế còn nguy hiểm hơn là sẵn sàng trên thị trường người ta có thể mua 1-2 nghìn là có một cái tem miễn thuế dán vào một cái chai rượu không rõ nguồn gốc đựng vào trong cái túi cửa hàng miễn thuế là trở thành rượu miễn thuế. Rượu ở nước ngoài làm giả bằng những hình thức nào? Trước đây thì thông thường là làm giả là thu hồi chai cũ về xong là đóng giả. Nhưng cái lượng đấy bây giờ nó không nhiều. Bây giờ nó tinh vi hơn và nó đã làm một cái lượng lớn hơn bằng hình thức là chai rượu nhập, chai không, vỏ chai nhập từ nước ngoài về, rồi nút nhập từ nước ngoài về, nhãn nhập từ nước ngoài về, làm giả toàn bộ cái việc đó, đi từng theo từng con đường khác nhau để ở phân tẩu tán ở những cái nơi khác nhau, và khi có nhu cầu khách hàng thì mới mang đến và đóng trong một thời gian rất ngắn và phân tán ngay. Cho nên là cái việc để mà các lực lượng chức năng bắt được những kho hàng giả lớn là vô cùng khó khăn. Rượu thì nó pha bằng cồn, một chút rượu, một chút cồn, một chút phẩm màu, một chiếc hương vị cộng với nước lã là có thể thành rượu ngoại bất kỳ với một hương vị nào, do vậy rất nguy hiểm. Trong khi tình trạng ngộ độc rượu, loạn thần do rượu đang là nỗi lo của toàn xã hội, thì lại có những người vẫn đang cố tình kinh doanh các sản phẩm như thế này chỉ vì lợi ích cá nhân. Ngoài việc mua để uống thì rượu còn được dùng làm quà biếu Tết. Người nhận quà thì tin tưởng vào người tặng, nhưng người tặng nếu mua nhầm rượu giả thì hậu quả sẽ thật khó lường. Vì vậy, nếu không phải tự tay mang rượu từ nước ngoài về thì cần chọn đúng cửa hàng rượu chính hãng hoặc có những kỹ năng nhận biết rượu thật giả bằng những dấu hiệu trên chai. 5 dấu hiệu để phân biệt rượu thật và rượu giả. Thứ nhất là về bọc cổ chai. Bọc cổ chai của chai VSOP thì là trong suốt, có hình chùm nho viền xám, có 3 chữ ký của Hennessy với khoảng cách rất là đều nhau từ chữ H đến chữ Y. Trên bọc cổ chai này thì sẽ có một giải băng màu vàng. Giải băng này được đặt vào chứ không phải là dính bằng bất kỳ loại keo nào khác. Nếu như mà khi mà chúng ta bóc cái bọc cổ chai này ra hoặc là chai rượu đã được sử dụng thì khi mà đặt cái giải băng này vào nó sẽ không được thẳng, không được ngay ngắn. Nắp chai rượu được sản xuất trực tiếp tại châu Âu và không qua bất kỳ bên thứ ba nào khác nên là không thể nào làm giả được. Trên nắp chai rượu này thì có chữ ký của Hennessy, có 3 chữ ký của Hennessy với khoảng cách từ chữ H đến chữ Y đều nhau. Ngoài ra thì ở trên thân của chai rượu, thì có hình bàn tay cầm lưỡi búa dập nổi rất là rõ ràng. Trên thân của chai XO thì còn có hình của các chùm nho ở viền xung quanh rất là rõ ràng. Các đường gân của chai rượu thì được dập nổi. Và bên dưới đáy của chai VSOP thì sẽ có in logo của thương hiệu Hennessy. Dấu hiệu tiếp theo để chúng ta có thể phân biệt là rượu thật rượu giả đó là dấu khắc đôi đối với chai VSOP. Dấu khắc đôi đối với chai VSOP được ghi ở trên cái bọc của cổ chai và bên dưới nhãn hiệu. Hai dấu này, 7 con số ở đây là sẽ trùng với nhau. Đấy là dấu hiệu để phân biệt rượu thật và rượu giả. Nếu như mà đối với các sản phẩm giả thì cái dấu đôi này thường là không có, hoặc là các con số được in là không giống nhau. Một dấu hiệu tiếp theo để phân biệt rượu thật rượu giả là cái dấu laser. Đối với các chai XO giờ từ kể từ tháng 8 năm 2008 và các chai VSOP kể từ năm 2012 là sẽ có thêm cái dấu laser được khắc ở một nửa trên vỏ chai và một nửa ở dưới thân chai. Đối với các chai rượu giả thì cái dấu laser này nó sẽ được in bằng mực và nó sẽ rất là dễ bị mất. Còn đối với các sản phẩm chuẩn chính hãng của Hennessy thì cái dấu laser này nó in rất là rõ ràng, các bạn có thể thấy rất là rõ ràng. Và dấu hiệu cuối cùng để nhận biết sản phẩm thật, sản phẩm giả đó là cái nhãn hiệu ở trên chai rượu. Nhãn hiệu của Hennessy ở chai rượu thật được in rất là rõ ràng, màu sắc thì tươi sáng, chữ thì rất là rõ nét, không dễ gì bị mờ hoặc là bị nhòe.
đối với các sản phẩm giả thì cái nhãn hiệu này nó sẽ không nhìn, nó sẽ không rõ ràng và nó sẽ nhìn cái chữ nó không được đều nhau. Trên mỗi sản phẩm của Minh Thịnh Wishop thì đều có được gắn một chiếc tem với cái sử dụng công nghệ cao nhất hiện nay là công nghệ NFC, công nghệ tên là Z-Tag. Điều đặc biệt của cái tem Z-Tag này là không thể làm giả và không thể tái sử dụng. Chính vì thế nên là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm vào chất lượng của rượu. Vì lợi nhuận mà một số đối tượng vẫn ngày đêm tìm mọi cách để sản xuất và kinh doanh những loại rượu nhái, giả ra thị trường. Chính vì vậy, người tiêu dùng hãy tự bảo vệ chính mình bằng cách tìm hiểu kỹ cách phân biệt những loại rượu trước khi mua.